Thì chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 14 tháng 1 2023, đây công viên Gia Định, Gò Vấp các bạn. Rồi cây mai đẹp không, rực vàng luôn, gốc mai này có giá 60 triệu đồng các bạn, đẹp quá. Và nó nở bung gần Tết rồi, thơm lắm luôn á. Wow. Rồi con ong nó bay đến đây các bạn, nhìn cái gốc của nó nha, đây là vườn mai Thanh Phạm, số điện thoại 0919433335. Rồi các bạn muốn rước cái gốc mai này về ghé qua đây. Hoa thơm quá, đẹp quá, bạn rất luôn trời. Qua bên đây sẽ có một số gốc mai khác nha. Cái này gọi là mai xoắn nè, đủ rất nhiều các bạn. Cái này mấy ngày nữa sẽ nở mình nghĩ. Cả một trời xuân luôn ngay công viên Gia Định. Sáng này đi qua chợ Gò Bắp cũng rất là vui, giờ qua công viên. Về chợ hoa ở đây thì mình sẽ ghé đây vào sáng hôm nay, sau đó mình sẽ ghé lại vào một buổi chiều tối các bạn. Lý do tại sao lại ghé chiều tối, buổi chiều tối sẽ có rất nhiều người họ đi gọi là đi ngắm hoa, đi mua bông. Bây giờ thì buổi sáng sớm thì ánh sáng nó sẽ đẹp ha. Rồi tú bên kia các bạn thấy không, bán bông giàn thọ rất nhiều và bông giấy nữa, cũng có người đi mua bông đó. Bây giờ chúng ta chủ yếu sẽ đi về hướng bên đây thôi, sau đó sẽ qua bên kia. Đó, dưới nắng vàng. Đúng không? Rồi bước xuống đường cái hơi cao. Vườn mai Thanh Phạm, bên trong cũng có một cây bông mai đang nở rất đẹp các bạn. Cũng vàng rực luôn nha. Để bước lên. Có rồng rêu. Đẹp quá. Mình nghe má mình nói là ngày xưa lúc ông ngoại còn sống á, là phía trước nhà có trồng một cái vàng là những cây bông mai này nè. Bây giờ ở Sài Gòn là đất càng ngày càng hiếm, diện tích lớn không còn nhiều. Nhà mà để có được một cái vàng mai là không đơn giản. Mai vàng rực rỡ, may mắn cả năm các bạn ha. Rồi chúng ta đi tiếp tục qua đây, cũng là mai luôn. Rồi chúng ta sẽ thấy bông giấy nha, bông giấy rất rất đẹp. Nụ quá trời nụ. Đôi khi mình nghĩ là tại sao Việt Nam mình hoa rất là đẹp như thế này, nhưng mà họ không có tạo ra được những công viên chủ đề, chẳng hạn như là công viên hoa mai, để một mùa xuân đến là người ta có thể là đến đó, người ta vui chơi chụp hình và tạo ra một sản phẩm du lịch, giống như kiểu vậy là hoa anh đào vậy đó. Thực ra mà nói mình thấy là Việt Nam mình nó rất thiếu những người gọi là làm những cái việc đó, không dùng từ gì bây giờ nữa. Như là bông giấy cũng rất là nhiều, nhưng mà ở Sài Gòn được bao nhiêu con đường có và nó là con đường bông giấy hay là công viên bông giấy đi, nó sẽ tạo ra rất đẹp, không hiểu tại sao họ không làm. Còn nhà văn hóa thanh niên thì phải nói là cả chục năm nay toàn là sử dụng mai giả không, mỗi mùa xuân về là thấy mai giả. Đây bông giấy các bạn ha, rực rỡ luôn, màu tím, màu trắng, màu vàng vàng cam cam. Không biết những chậu bông giấy thì giá bao nhiêu tiền nữa. Đẹp quá trong nắng vàng. Mình rỡ luôn, để mình chụp cái hình đi nha. Tục đi các bạn. Bên góc tay trái là bông vạn thọ. Ở đây những người bán bông là họ phải ăn ngủ nghỉ khắp đây luôn. Đẹp quá.
Đây lý do mình chọn buổi sáng mình quay cảnh sắc các bạn. Chiều tối thì quay cái sự nhộn nhịp mua bán. Cả một trời xuân. Phải chi mà đó là tạo ra một cái công viên trồng bông vạn thọ cũng dễ nữa. Những cái loại bông mình đang nói như là vạn thọ hoặc là hoa giấy có thể nở quanh năm, canh tác dễ. Thì đó là những sản phẩm du lịch gọi là mình nói là chính đó. Còn tối ngày cứ treo ba cái biểu ngữ là thành phố chúng ta sạch đẹp, nó cuối cùng thực tế nó không đạt như vậy. Có những cái thực sự mình có thể làm rất dễ nhưng mà không làm. Lúc mày cũng đẹp quá. Hai mét mấy đó các bạn. Một nãy 60 triệu đẹp ha. Tuy nhiên cái cây bông hồi nãy 60 triệu nở hết rồi. Qua đây chúng ta thấy cúc sao băng. Cuộc tiếp tục bông giấy và thấy rất nhiều tắc. Đó, cái tắc bên trong. Những cái bông giấy này gọi là nó chiếc cành nè, gốc nó sẽ nhỏ. Đây là những cái tắc này. Anh trai cái chậu bông giấy nhỏ này bao nhiêu tiền anh trai? Dạ 300 hả? À, cũng dễ mua anh trai ha. Còn nếu mà chậu lớn hơn như chậu cao như của này 400 hả? Dạ giá bán dễ mua. Cảm ơn anh trai nhiều. Ồ, chở qua về các bạn đó. Bông vạn thọ quá trời không? Cái hình đó. Nói giá nhanh chai này là dễ mua bán các bạn. Cúc sao băng mình nghĩ chắc khoảng độ 50.000 đồng. Việt Nam chúng ta thực sự mình nói là thừa người luôn á, là rất nhiều người có thể trồng được hoa đẹp cả nước ha, từ Nam chí Bắc. Mà cuối cùng rồi mình lại thấy tiếc là không có được những cái công viên chủ đề. Tại sao và tại sao? Chứ thực sự mà nói bữa mình đi cái gọi là cái vườn bách thảo của Singapore đó và vô cái vườn hoa lan mà trả 15 đô sing á, từ ra hoa lan đó đối với mình nó không đẹp gì hết, không ấn tượng gì hết. Một đất nước nông nghiệp trải dài từ Nam chí Bắc hơn 3.000 cây số, khí hậu phong phú, đất đai thổ nhưỡng đều tốt, nhưng không biết tận dụng. Có đất nước nào được bao nhiêu đất nước rồi có được cái miền khí hậu gọi là nhiệt đới, ôn đới và thậm chí là hơi giống như hàng đới kiểu Sapa. Hệ thực vật nó phong phú. Rồi, hoa mai, đây là cây bông trang. Này nở bông rất nhiều. Cái gọi là mai siêu bông. Nó lắc qua lắc lại. Thì bộ gốc mai nữa. Gốc này nhiều nụ ghê á. Nhưng mà cái thân này giống như thân ghép các bạn. Cảm giác là ghép. Rồi, chúng ta qua kia màu hoa tím tím. Tự nhiên quên cái tên của nó rồi. Mấy cái gốc này cũng rất là đẹp. Đây, các bạn xem nha. Cái phần gốc của nó. Rồi, mình băng qua đường, mình xe qua cái. Đi qua bên kia chúng ta thấy hoa hướng dương, rồi cũng có người đang bán bông kìa.
ôm cúc rất nhiều. Cúc đằng xa kia có cúc đại đóa. Xuân ơi xuân, xuân đã về. Được chưa? Nếu mình nhớ không lầm thì hoa này như là hoa cát tường. Để bằng cúc, cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi này có cái đẹp, có cái nó hơi bị ngã màu cam. Rồi, cái hàng mai. Như vậy về cúc đại đoá các bạn nhớ không, ngay khu vực Dinh Độc Lập á, thì họ bán một cặp á, có giá từ 3 triệu rưỡi tới 5 triệu. Về cúc mâm xôi thì cũng tùy nơi, có nơi bán 300-400, tính theo là tính theo cặp các bạn nha. Hồi nãy qua giấy thì các bạn thấy là họ trả lời là 300-400 ngàn cho một cái chậu nhỏ, tới mức độ vừa vừa. Hồi nãy mình thích cái anh đó, anh ra giá rất là vừa phải, chứ không phải chặt chém 300-400, đúng rồi. Giờ có bán đi, nếu mà chặt chém quá là có phải ngồi ở lại. Một năm kinh tế không phải dễ dàng. Thông báo nói là năm nay cái lượng người mua hàng á, lực mua giảm đi khoảng độ 30-40%. Cũng là bông dạng thọ nha. Rồi chúng ta tiến tới khu vực cúc đại đoá. Những cái chậu rất là lớn nha. Thường là các công ty và các đại gia sẽ mua những chậu này. Vàng luôn. Đẹp quá à, cái chậu này. Cái chậu này khoảng độ hơn 1,5 m các bạn. Đây, những cái chậu này nhỏ hơn chút xíu nè. À, đẹp không? Đằng kia cũng là hoa giấy nữa các bạn ha. Vàng luôn. Anh trai chắc người miền Tây rồi. À, nhà đẹp. Bông nhãn thọ thơm quá. Thức luôn. Anh lo nói điện thoại rồi, định hỏi giá của anh. Cúc đại đó mà cái chậu lớn này bao nhiêu tiền anh trai hả? Ở đó cái chậu lớn này cặp như vậy đó như vậy anh. Đại đó một cặp nhiêu anh? Cặp lớn á. Dạ. Đại đoá như cặp này là bao nhiêu tiền anh trai? 3,5 triệu cặp anh. 3,5 triệu anh trai. Cái này là chưa có bao rồi mà công vận chuyển đúng không? Em bao cho anh vận chuyển, anh ở đâu? Nếu mà ở quận 8. Quận 8 mà em 3,5 triệu em mất cho anh là 200 ngàn xe thôi. À vậy. Ok. Rồi anh suy nghĩ anh trai nha, đẹp quá. Là 3,3 triệu. Cảm ơn anh trai, chúc mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ. Thấy hoa tươi. 3,3 triệu. Như vậy là mình thấy cái giá cũng tương đồng với bên Dinh Độc Lập. Nhà mình cũng không có diện tích lớn vậy để mà chứa hai cái chậu bông đó, mà thật sự rất là đẹp. Rồi bên kia bông giấy kìa. $100 hiện tại thì tương đương khoảng độ gần 2,4 triệu các bạn. Có nghĩa là một cặp đó là khoảng độ 150-160 đô, khoảng độ đó. Rồi bông giấy bên kia đẹp quá trời luôn. Các bạn thấy không, cái màu trắng trắng, màu tím tím, rồi màu đỏ. Thì mình bước qua thử coi. Quá trời đẹp luôn. Dạng thọ mình bán chậu sao anh trai? Một cặp 200 hả? 300. Dạ, một cặp 300. Dù màu vàng và màu cam thì giống nhau luôn. Đúng rồi, dạ. Điện thoại không? Điện thoại luôn á. Dạ dạ. Rồi bạn nào mua bông dạng thọ ghé qua ảnh, giá 300 ngàn đồng. Cảm ơn anh trai nhiều nha, miền Tây anh. Dạ. Hoa giấy rất đẹp. Nghĩa chậu hoa giấy nha, hoa giấy trắng này bán nhiêu tiền anh? Hoa giấy của anh
À, qua giá anh gần kìa. À, không có để giá luôn, cảm ơn anh cho anh nhiều. Ồ, cái này 2,5 triệu. À trời. Wow, cái này đẹp nè, cái góc nè 2,5 triệu đồng, rồi để giá luôn, ai muốn mua thì mua, từ đường hơn 100 đô. Đẹp quá. Bông vàng thọ 300 một cặp. Không rẻ mà cũng gọi là mắc. Thấy đẹp thì mua thôi. Wow, bông giấy đẹp quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra đằng ngoài kia nhé. Tay phải. Dự báo thời tiết là năm nay Tết là số ngày nắng nó sẽ không có nhiều á, mà không khí nó sẽ nó cứ mát mát nhưng mà bầu trời nó không được trong xanh các bạn. Quay hình lên nó hơi khó. Rồi mình sẽ di chuyển về tuốt bên kia các bạn nha. Bên kia các bạn ha. Đó, chỗ bán cúc đại đoá nãy. Chúng ta đi vô trong khu vực công viên nè. Rồi sẽ đi ra ngoài kia, khu vực bán bông. Ngay góc ngoài đường. Lướt qua sơ công viên cho các bạn xem. Đây là một công viên đẹp ở Sài Gòn. Em người Khmer hả? Không hả? Người ở đâu? Lâm Đồng. Ồ, Lâm Đồng hả? Dạ. Mà là người dân tộc rất rây hả? Hay là... Mân Ông. Mân Ông. Dạ. Ok, chào em. Dạ. Nhìn gương mặt á. Họ, cái gương mặt của họ là cái dạng chất phát á các bạn. Mân Ông. Ở đây khu vực này sẽ có bán nước uống. Đi qua khu vực nước uống sẽ là cái khu vực bán bông. Từ hồi làm nghề là mình thích nhất những nơi nào không có mở nhạc. Rồi mở nhạc uống đó các bạn. Về nhà nó hư hết âm thanh về chỉnh lại. Rất là sợ những quán hàng ăn mà nó mở nhạc. Video mình á, thực sự là mình muốn thu âm thanh thật, chứ còn như là không có thu âm thanh giả. Đẹp ha, công viên đẹp các bạn. Cao lên. À, bữa nay đi chợ Gò Vấp xong ghé qua đây cũng may mắn là bầu trời nó tương đối là nó tốt. Rồi bắt đầu chúng ta thấy một cái màu vàng rực luôn nè, nhìn ra ngoài đường các bạn. Đây là khu vực chính về bán về cúc. À, mình nghĩ là vài ngày nữa khu vực này nó sẽ sơm tụ hơn rất nhiều. Và lúc đó là những chiếc xe hàng, xe tải nó sẽ chở bông đến đây rất nhiều. À, bán xuyên đêm luôn. Rồi từ xa xa trong ánh nắng vàng chúng ta thấy hoa hướng dương. Đây chút xíu hoa giấy. Hoa giấy là của công viên. Hướng dư. Cái khu vực bán hoa đào sẽ nằm bên đường đối diện các bạn nha. Một lát mình sẽ qua bên bển, đi qua cái cầu vượt. Sáng hôm nay thì Tùng có nhờ Huy đi quay chợ Bình Thới và chợ Hoa nằm ở khu vực Bùng Minh, đường Hùng Vương và Nguyễn Văn Cừ. Thì hôm nay Tùng sẽ gửi đến video cho tất cả mọi người xem luôn của khu vực chợ Bình Thới, chợ Hoa đó, chợ Gò Vấp và chợ Hoa Công Viên Gia Định.
Đẹp quá. Đây những cái tắc rồi. Chạy quá trời chạy không. Những cái hình ảnh thiết thực như thế này làm sản phẩm du lịch cực kỳ tốt. Việt Nam thực sự mà nói là nếu về xét về tài nguyên, khí hậu, thiên nhiên, cảnh quan đẹp sẽ rất rất là đẹp. Nếu biết làm thực sự là sẽ có rất nhiều du khách. Cao đó các bạn nha, những cái gốc này khoảng độ 1m6, thậm chí lên gần 1m7. Mình phải giơ cái tay cao là mới quay được hết. Rồi qua đây mấy bé đi chụp hình kìa. À mua bông vàng thọ luôn. À nắng quá. Ồ đẹp chưa. Ồ họ chở bông đi kìa. Để mình chụp cái hình các bạn. Bông vàng thọ nhỏ nhỏ. Bông vàng thọ này bán sao vậy chú? Một cặp. Cặp hả? Dạ. Cặp 160 hả? 160 dễ bán dễ mua ha. Chú mua may bán đắt nha. Đó cho bông vàng thọ. Wow, mấy trái ớt lớn quá trời lớn. Bị bẻ gãy rồi. Các bạn thấy không? Có nơi kêu 300, có nơi 160. Tại vì nó cũng tùy cặp ha. Nãy đằng kia thì kêu bông vàng thọ một cặp 300. Ôi, được vàng trong nắng luôn các bạn. Đẹp quá là đẹp. Chịu cực chút xíu đi quay trong nắng vàng thì nó sẽ có hình ảnh đẹp. Ồ, đẹp quá. Ồ, ngoài kia cúc đại đoá đang bán được kìa. Thực ra thì đi mùa sớm thì sẽ có hoa đẹp hơn, giá có thể nó sẽ nhích hơn chút xíu, cao hơn chút xíu, nhưng mình được phép có thể chọn lựa hàng. Rồi, chúng ta đi qua khu vực cúc đại đoá. Đẹp quá. Dạ. Phải chi quanh năm nó có cảnh này vậy hả? À, thành sản phẩm du lịch luôn á. Thí dụ như tạo thành công viên hoa như thế này, công viên gia đình nhà nước bỏ tiền ra. À, các bạn thấy nè, những chiếc xe chở hoa nè. Đấy. Mình nói là nói thiệt. Mình không biết là có bao giờ là những người quản lý của đất nước, của thành phố là nghĩ về vấn đề đó. Chứ thực ra bỏ một cái chi phí để vận hành cái này nó không có nhiều. Nhưng mà ngược lại cái nguồn thu du lịch sẽ rất là lớn. Rồi. Tiếp tục đi. Ngay cả bản thân mình là người Việt Nam mà mình còn thấy đẹp như vậy thì hiếu chi là khách Tây. Họ thấy được những cảnh này làm sao họ không mê. Chứ không cần phải là chúng ta đón vị khách 1 triệu ở sân bay chúng ta sẽ tặng quà cho họ. Không cần. Bản thân mình là một người du khách, mình cũng chẳng cần như vậy. Mình muốn đến một đất nước sạch sẽ, đẹp, giá cả vừa phải là thế là mình mừng rồi. Chứ mình không cần phải những cái welcome mang tính chất hình thức. Những cái kiểu hình thức đó là những cái kiểu rỗng tuếch, những cái kiểu gọi là khẩu hiệu. Rồi nắng xuống các bạn. Đại đoá đẹp quá. Dạ. Cái chậu nhỏ cúc đại đoá nó nhiêu tiền chị hả? Nó cũng ta, con chị mày. Ồ dạ. Em không biết, tưởng bên đây luôn chứ. Dạ. Bán bên. Bán bên hả? Một cặp này nhiêu chị? 2.2 triệu. 2.2 triệu hả? Giá nó cũng dễ mua rồi đó. So với năm ngoái là giá này nó hạ hay tăng chị? Chung hả? Dạ. Cái này là chậu lớn em. Chậu lớn. Dạ. 2 triệu 2. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Dạ chưa? Đi ngắm đã. Cảm ơn chị.
2,2 triệu, tôi đưa khoảng độ 90 đô được các bạn. Quá trời, nguyên cả một cái vườn. Hết cả luôn. Gọi là gần 11 giờ các bạn mà vẫn có người đi mua bông không, dưới trời nắng không. Rõ ràng là người ta cần cái sắc ánh sáng thì người ta nhìn cho rõ qua cái cây kia. Chạy quá trời chạy, mới chạy ngang qua. Thực ra thì những ngày này đi mua bông mang về nhà để chơi thì nó đã gọi là vui. Còn mà đợi tới ngày 30, mùng 1 rồi thì nó sẽ đó. Từ ra Tết là từ lúc này nè, từ những ngày này. Rồi, tôi đằng kia các bạn sẽ thấy là những cây quýt hay cây tắc màu cam cam, mình nghĩ có thể là quýt, cũng có thể là tắc. Tiến lại gần hơn các bạn, nhiều lắm. Wow, trời ơi, nó đẹp vậy đâu á. Mình mà làm quản lý của thành phố này sẽ thay đổi. Tắt các bạn ơi, tắt. Quá trời ông má ơi, nó đẹp quá vậy. Quá trời cây này. Quá. Ôi. Anh chị mua cái chậu đó hả? À, đẹp quá. Có một cái góc đẹp thử luôn. Ôi đẹp quá. Chuyện này không dễ. Quá trời. Đẹp quá trời. Đẹp quá. Cái này đẹp á. Cái này nó vươn cao lên nè. Cái kia nó sẽ tròn hơn. Mà cây nào cũng đẹp. Cái cây này chị mua hả? Nhiêu tiền chị? Nó cạnh trên nha. Chạy qua chạy cái anh ơi. Đẹp đẹp thiệt đấy. 3 triệu. Rồi. Lên. Không có. Cháy rụng. Có rụng cháy đó. Đau lòng. Một cháy rụng là đau lòng. Gốc đó 3 triệu. Vậy là những cái cây bên trong khoảng độ 3 triệu rưỡi, 4 triệu như những cây lớn nhất. Mà chỗ này bắn tắt đẹp quá. Rồi cái mùi nó đẹp thơm phức luôn. Rồi mấy cái trái nó bị rớt ra. Thơm quá. Sợ rớt mấy trái rớt uổng họ bó lại hết. Cái này cây một gốc các bạn nha, không phải là ghép cây nha. Mình thấy có cây một gốc nó trái nó nhiều nó độ như vậy. Mình thì thường mua những cây tắc ở Bình Đông có giá khoảng độ 500.000-700.000 đồng. Là nó cũng có thế đẹp á. Nhưng phải nói là cái cây đó thì nó trái nó vàng rất hết luôn của cái cây. Thì nhìn chung với cái trái như thế này là chắc chắn là họ đã xử lý. Chẳng qua là dễ chưng thôi, không biết là chưng được bao lâu. Sau đó thì những cái phần quả này không có ăn được các bạn nha. Để em dùng. Ôi, có cây mai kìa, nó biết bán được gì chưa, chở đi rồi, nhận chở hàng.
Qua đây có thêm một cây mai đẹp nữa. Rồi đi tuốt qua bên kia sẽ là khu vực bán đào các bạn nhé. Chúng ta lên cầu vượt nha. Đi qua bên kia khu vực bán đào. Rồi trước khi qua tới bên kia chúng ta cùng nhìn xuống các bạn. Và đây góc đối diện bên này. Và cúp đường các bạn ha, cả hai bên luôn đó, nó cúp đầy đó là nhiều nhất. Đây chúng ta đã qua tới khu vực bên này, bên đây là khu vực bán bông đào nhiều nhất với tắc. Để các bạn xem mình nha, khu vực bông đào trong đây nè. Rồi chúng ta cùng đi xuống. Chạy quá chị chạy không? Cái chậu này chắc khoảng độ 300-400 ngàn, mình nghĩ vậy. Có thể hơn. Ở bên bến Bình Đông quận 8 năm ngoái mình mua một cái cây tắc nó cao khoảng độ hơn 2,5 lần cây này. Có thế thì lúc mà mua khoảng độ ngày 28 gì đó là 500 ngàn đồng. Ở đây sẽ có trái vàng, trái xanh ha. Đằng kia là hồi nãy cái chậu 3 triệu là trái vàng rất luôn. Trái đó là do họ xử lý đó. Chứ còn như trái tự nhiên là sẽ có trái nó chín từ từ. Tiếp tục là cúc. Bông giấy. Rồi chúng ta sẽ đi ra phía sau về bông đào. Sáu chậu chắc bán được 6 chậu rồi. Bán được hàng vui á. Để cho anh mới đi qua. Cái góc này. Cái chậu tắc anh mới mua nhiêu tiền anh trai? Hả? Chậu tắc mới mua nhiêu tiền? Triệu rưỡi. Cảm ơn anh trai. Ông đây bao 500 đó. 1,5 triệu cho góc đó. Cũng được. Miễn là vui. Wow, cây mai này có cái gốc bự dữ. Năm nay thì Huy có làm cái kênh riêng, tuy nhiên là trong cái mùa Tết này thì Tùng có nhờ Huy đi quay video giùm, gọi là đặt hàng đó các bạn. Tại vì với một mình một máy rất khó để có thể quay được hết toàn bộ như gọi là cảnh xuân, cảnh Tết ở Sài Gòn, thậm chí là có thể đi về một vài tỉnh. Đây chúng ta tiến vào khu vực hoa đào nha. Khứ niên kim nhật tử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hạ xứ khứ, đào hoa nhân diện tiếu xuân phong. Hoa đào. Về hoa đào có một khu vực nữa là công viên 23 tháng 9 nha. Thì ít bữa nữa mình sẽ quay, có thể là ngày mai, có thể ít bữa. Đây, hoa đào đỏ thắm.
quay hoa đào rồi kia hơi khó, nó nhỏ nhỏ. Hoa đào rất nhiều. Chị gái ơi, cho hỏi gốc đào này bao nhiêu tiền chị? Cái gốc này nè. 13 triệu mà. Ok. Rồi, cảm ơn chị nhé. Đảo hả? Cây nó lớn quá trời luôn. Ồ, cây nó khổng lồ luôn á. Chục năm luôn. Cây này em nghĩ gì mấy chục năm. Chục năm á. Cây mai nhà mình trồng nó nhỏ nhỏ, biết là hoa đào là so với hoa mai nó có lớn nhanh hơn không? Cây này lớn quá trời. Cây này gần bằng cái bắp đùi á. Wow, đảo quá. Cuộn giấy ha. Dạ. Hình như nó một gốc anh. Một gốc. Đấy là gốc nhưng mà cái căn hoa lại ghép. Dạ. Lấy gốc kho rừng. Dạ. Đó, lớn quá trời lớn luôn. Thấm đã. Hoa đào trong nắng mai. Không phải là nắng mai mà là nắng trưa rồi. Cái cây có cái thế nhỏ nhỏ đó chỉ báo giá 2.8 triệu các bạn. Có một cây hoa đào màu hồng phấn nhẹ, nở rất là tươi, chú đang chụp hình. Đây, mình sẽ đến gần hơn để chú chụp xong nè. Góc này đẹp thiệt. Cái màu hoa của nó đó. Ôi, tươi thấm luôn các bạn. Thấy được cái phần nhụy luôn nè. À, đẹp quá. Ra lại góc này các bạn. Rõ ràng bây giờ có người đi mua đào rồi các bạn thấy không? Đó, họ đi chọn sớm. Thì giá thật sự mà nói là hồi nãy có giá có 13 triệu mà cảm thấy nó giá hơi cao không nhỉ? Gốc lớn. Đây cái bầu đẻ nó nghiêng thôi chứ này đẻ thẳng lên đẹp chưa? Đấy. Đẹp chưa? Đẹp quá. Đây hình cứ đừng nhòm gốc này nữa, nhà này chọn rồi còn cứ nhòm ở đây nữa. Cảm ơn cô. À, vườn không nhòm. Đẹp nó nhòm mà. Gốc đó cổ báo giá 1.5 triệu các bạn, nó thấy khác không? Mình còn nhớ năm ngoái ngay công viên 23 tháng 9 á, là tới cái ngày cuối cùng của năm là 30 Tết á, thì họ sẽ chặt đi cái gốc, họ giữ lại cái gốc xong đó họ sẽ bán thành những cái phần giao khoảng độ 2/3 của cái đào á. Thì một phần thấy họ bán 500.000, thậm chí là họ bán thành từng cành cắt ra luôn. Như vậy những cái gốc đào ở đây các bạn sẽ có ước lượng giá khoảng độ 1.5 triệu là có thể mua được ha. Mua sớm thì chơi sớm. Còn cái gốc nào 10 mấy triệu thì mình không biết, tại vì không có rành về đào. Có mà không có tâm tư 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 t
đầu thế 600 góc này. Góc này 600 các bạn nhé, mới báo nha. Đi theo để coi giá. Qua wow, đây góc này cũng đẹp. Đó quá trời. Cây kia tua nhất rồi đã tả, nhà kia đã tả rồi, 2 rồi. Nó hết đâu, bây giờ nó còn nước còn đầy như này, nó nở hết, bao giờ mới hết được như thế này. Các bạn nghe rõ ha, báo giá 700. Cây mà khoảng độ 2 mét, có giá khoảng độ 1,5 triệu. Đó, như vậy các bạn ước lượng giá mình đi mua thôi. Phải đứng xa xa để nghe giá các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và mình sẽ còn trở lại chợ hoa công viên gia đình này vào khoảng độ buổi chiều tối nữa, vào một ngày gần Tết.